Xin chào quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Mát Art. Kênh Nguyễn Mát Art là kênh chuyên dạy vẽ miễn phí từ cơ bản đến nâng cao, vẽ sáng tạo với các loại bài chất liệu khác nhau như màu sáp, màu dạ, màu nước, sơn acrylic và các loại vật liệu thiên nhiên. Kênh Nguyễn Mát Art còn là kênh dạy học các loại bài, loại tiết trong sách mỹ thuật khối tiểu học như sách Cánh Diều, sách Chân Trời Sáng Tạo. Rất mong được sự đón nhận của quý vị và các bạn. Nếu thấy hay và bổ ích, hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ kênh của cô Nguyễn Mát. Cảm ơn các bạn. Nếu có thắc mắc gì hoặc muốn cô dạy vẽ về đề tài gì, hãy comment phía dưới. Cô Nguyễn Mát sẽ dành thời gian để trả lời tin nhắn của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn vui vẻ và an nhiên.